Chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trải bài tên là điều gì đang ngăn cản bạn đạt à được tiềm năng tối đa trong sự nghiệp. Hôm nay đặc biệt dành tặng cho những bạn nào đang quan tâm về công việc sự nghiệp hướng đi thì đây sẽ là trải bài cho các bạn. Và bên cạnh những trải bài dài đối với những bạn mới đến với kênh hay đến lâu rồi thì mình sẽ có một cái thông báo đó chính là bên cạnh những trải bài dài mình hay làm khoảng bốn mấy phút cho đến hơn một tiếng thì đôi khi sẽ có những trải bài ngắn ví dụ từ một phút hoặc là những trải bài vừa phải đến khoảng 10 phút, 15 phút để cho những bạn không có thời gian có thể vẫn tiếp tục theo dõi. Và ngoài ra mình có làm những cái sản phẩm âm nhạc để cho các bạn có thể tự tin hơn hoặc là để chữa lành hay thậm chí là ví dụ như các các bạn nghe để thư giãn hoặc để có được những cái nguồn cảm hứng cho chính cái công việc cho chính cái cuộc sống hàng ngày của các bạn các bạn có thể lắng nghe nha bây giờ mình sẽ đi vào với hai tụ bài tụ bài đầu tiên là hình động vật và tụ bài số 2 liên quan đến mặt trăng một điều gì đang ngăn cản thật sự ngăn cản bạn chạm tới tiềm năng trong sự nghiệp Điều đầu tiên, các bạn hãy rõ ràng hơn về những điều bạn muốn, những cái phương pháp mà bạn muốn đưa ra hay những lời cầu xin, những lời uh, những lời bạn gửi ra ngoài vũ trụ, những cái điều ước mà bạn uh, ước hay ví dụ như là những cái điều mà trong công việc sự nghiệp nó phải thật sự rõ ràng, viết ra trên giấy và đảm bảo sao cho nó có đủ năm yếu tố. Thứ nhất, nó phải là những mục tiêu cụ thể, số 2 nó phải là những mục tiêu đo lường được, số 3 đó là những mục tiêu thực tế có tính thực tế, đạt được khả năng của bạn đạt được thứ tư thời gian đo lường và số năm đó chính là hãy đảm bảo về uh, về cái sự cam kết về tính kiên trì của các bạn và ngoài ra với cái hình ảnh này ở đây là mình liên tưởng đến việc là có vẻ như các bạn đôi khi gặp rắc rối ở trong công việc sự nghiệp hoặc là nó kéo dài một cái thời điểm bị trì hoãn bị khủng hoảng hay thậm chí là bị rơi xuống, các bạn cảm giác là hình như các bạn rơi từ thời hoàng kim xuống một cái hố, xuống một cái giếng, xuống một cái nơi nào đó rất là tối tăm, rất là cảm giác là hơi vô vọng. Thì cái câu trả lời cho bạn cũng như cái giải pháp để cho bạn có thể bước tự kéo bản thân ra khỏi những tình trạng này đó chính là thiền định. Thiền định thì thực ra thì chúng ta sẽ có đến 12 kiểu thiền định khác nhau. Thế nên là mình mong các bạn nếu như thật sự các bạn quan tâm đến thiền định thì còn rất nhiều kiểu Bên cạnh những gì mà họ chia sẻ trên Youtube, trên các cộng đồng, trên các diễn đàn thì còn rất là nhiều những cách thiền định khác Thì các bạn hoàn toàn có thể chọn những kiểu thiền định phù hợp với các bạn Thì mình mong rằng kể cả các bạn chưa biết thiền định thì các bạn cũng có thể Tại vì ở đây là bài này đã chỉ đến phương pháp thiền định thì mình tin rằng là những bạn ở đây chọn tụ một chắc chắn là các bạn cũng đã phải biết về thiền định và cũng đã phải có một cái cơ bản nào đó chỉ đơn giản là các bạn cần khuếch đại nó hơn để tạo được cái tiềm năng liên kết giữa việc thiền định nhận câu trả lời và rõ ràng hơn trong công việc sự nghiệp các bạn thì nó mới giúp các bạn đỡ hơn và nếu như các bạn vẫn không biết làm thế nào để hỏi về những cái phương pháp thiền định đúng đắn thì lại lập tức lại đặt câu hỏi xin vũ trụ hay xin tổ tiên gì đó gửi cho con các bài viết gửi cho con các khóa học gửi cho con những người mà họ biết về các phương pháp thiền định phù hợp với con chẳng hạn đó và con sẽ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để gửi cho các bạn thôi và sau đó bạn cứ men theo để làm tuy nhiên không phải một sớm một chiều bởi vì có khá nhiều điều ở đây khi mà có cảm giác một cô gái đang tự soi mình đứng trước gương là mình thấy một điều rằng là chỉ khi nào bạn dừng lại những suy nghĩ ở trong đầu về công việc sự nghiệp về những cái toan tính của bạn chỉ khi nào bạn không đặt bản thân bạn trong một cái thời gian tương lai mà ở hiện tại và điều số 3 đó chính là khi một cô gái mà soi mình dòng sông Có nghĩa là có một điều gì đấy cô ấy cần đi chậm lại để soi chiếu chính mình Soi chiếu với tất cả những gì cô ấy đã biết Tất cả những cái chấp niệm Tất cả những cái bước đi mà cô ấy đã từng hừng hừng trước đó Vậy thì bây giờ nó còn phù hợp hay không? Bây giờ cô ấy tự hỏi bản thân cô ấy còn hạnh phúc hay không với những bước đi đấy Hay cần có sự cập nhật, cần có sự nâng cấp, cần có sự thay đổi Đấy mới chính là sự rõ ràng Để giúp các bạn có được cái tiềm năng tối đa trong sự nghiệp những cái mục tiêu trong sự nghiệp của bạn đặt ra thì đúng rồi, vậy thì các bước thực hành đã đúng hay chưa? Những chấp niệm mà bạn cứ vun vén, cứ bấu víu vào trong một cái công việc, cứ bấu víu vào trong một cái dự án nào đó nó có thật sự hữu ích cho bạn đến giờ phút này hay không? Mặc dù lúc trước nó từng là thứ mà khiến cho bạn vào một cái thời hoàng kim. Ngoài ra ở đây cũng làm mình nghĩ đến việc là bắt đầu kể từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 trở đi, khá nhiều những cái giải pháp sẽ được đưa đến một cách rất là tích tắc và sẽ có một cái sự thay đổi rất nhanh chóng. Nó đến từ các cái phương pháp giải quyết vấn đề của bạn, nó là sự tháo gỡ cho các bạn khi mà các bạn có sự thiền định. Hoặc ít nhất các bạn hãy ra ngoài tìm những nơi mà đặc biệt có nhiều nước để có thể tự soi chiếu bản thân, tự có thể nhìn rõ cái gương mặt bản thân, cái cảm xúc của bạn. Khi bạn hỏi bất cứ một câu nào đó liên quan về công việc, liên quan về những vấn đề bạn định làm hoặc là những thứ trong quá khứ nó đã từng vượt mất để xem lúc đấy gương mặt của bạn nó hiện ra cảm xúc gì thì bạn sẽ tự đo lường được thôi Yeah, make a move. Còn nếu như bạn đã rõ ràng rồi Thì đã đến lúc hành động Đã đến lúc nếu như bây giờ đang làm một mình Thì hãy tìm những người phù hợp Hãy tìm những người đáng tin cậy Họ hiểu bạn để hợp tác là những người thực sự là những viên ngọc quý giá cùng bạn để chinh chiến những hành trình tiếp theo. Còn nếu như các bạn đã có đội nhóm rồi nhưng thật sự không phù hợp thì đã đến lúc cần phải tách ra để chọn cái hướng đi make a move ở đây có nghĩa là hãy dám dịch chuyển, hãy dám làm mới bản thân, hãy dám để cái dự. các bạn có 3 bước liền nha, bước đầu tiên sự rõ ràng, bước số 2 hãy hành động và bước số 3 tiếp tục kiên trì dám đào những cái hố mới, dám cho những cái hạt giống mới của những cái niềm tin mới của những cái dự án mới mà bạn thậm chí bạn chưa từng động vào bao giờ nhưng bởi vì nó đã có nên một cái tích tắc một cái khoảnh khắc bạn nhìn vào cái hồ này, này cái khoảnh khắc bạn nhìn thấy bản thân bạn ở trong cái thiền định này này thì vô tình nó lại là một cái nguồn truyền cảm hứng cho bạn nó giống như là một cái sự kéo bạn trở lại khỏi những tháng ngày bạn cảm giác cái cuộc sống của bạn nó rất là chán đời bởi vì công việc của bạn nó không ra sao bởi vì bạn cũng đang cảm giác chán trường bởi vì bạn cũng đang cảm giác là mọi thứ gần như sụp đổ bởi vì bạn đang cảm giác rằng là bạn không còn cái gì để tha thiết bởi vì cuộc sống của bạn nó chẳng ra sao nhưng mà mình nói rồi bên trên đẩy các bạn xuống cũng có nghĩa là sẽ có bài học cho các bạn và cũng sẽ có một cơ hội đi kèm ngang nó vậy bạn sẽ nhìn đó là cơ hội hay bạn sẽ nhìn nó tiếp tục là thử thách nhưng mà mình tin tụ một các bạn đủ sức đủ khả năng và cũng đủ sự khôn ngoan để các bạn thực hiện cái bước chuyển hóa rất là mới mẻ như thế này một số bạn khác hình như sẽ quyết định một quyết định táo bạo chấm dứt hoàn toàn để thay đổi sang một lĩnh vực mới để thay đổi cái con người của bạn trong cái cách thức bạn nói chuyện với đồng nghiệp trong cái cách thức mà bạn làm một công việc gì đó trong cái cách thức mà bạn tiếp cận khách hàng trong cái cách mà bạn thu hút để làm gì tạo ra giá trị của riêng bạn nhưng đồng thời cũng thu hút được nhiều khách hàng hơn thu hút được nhiều những cái sản phẩm những cái lợi nhuận ở trong công việc sự nghiệp hơn đẩy bạn đến một cái mức tiến cao hơn một sự thăng tiến mới nhưng nó sẽ đến từ một cái quyết định táo bạo về cái việc di chuyển <laughs> các bạn có để ý ở đây này toàn là cây cối suối rừng đây là đất đai đây là một khu vườn không? là mình nghĩ việc hình như cái việc mà trồng cây gây rừng hay là đơn giản cái việc là các bạn mua một cái cây và thật sự các bạn chăm chút cho cái cây đấy và các bạn học được rằng là mỗi khi mà các bạn ở cùng cái cây đấy cũng giống như cái hành trình công việc của bạn sẽ có những ngày vui sẽ có những ngày buồn sẽ có những cái ngày mà trời bình thường nhưng sẽ có những ngày trời rông bão vậy thì các bạn bảo quản cái cây như thế nào các bạn chăm chút cho cái cây ra sao các bạn cùng nó sinh trưởng trưởng thành như thế nào nó giống như cái hành trình công việc sự nghiệp của bạn vậy à, nó là nói chung là mình thấy là có một cái hoạt động nào đó bạn làm trong cái thời gian này và thời gian tới nó vô tình nó lại liên kết được với cái cái công việc sự nghiệp mà các bạn đang bế tắc và vô tình nó lại kéo theo những cái giải pháp mà bạn không ngờ tới vậy thôi nha yeah. nói chung là cách dạy của vũ trụ cho các bạn trong tụ một một cách uh, người dạy cho các bạn rất là độc đáo rất là sáng tạo bởi vì bản thân trong tụ một cũng là những người rất là cầu tiến là những người chủ động rồi các bạn sẽ cần rất nhiều sức mạnh và sự can đảm sự quyết tâm cái việc tự chủ động làm mới lại là một thứ để như tự chủ động cắt đứt những cái mối quan hệ độc hại những cái thói quen không lành mạnh trong công việc hay thậm chí cắt đứt cả những cái công việc mà bạn tưởng nghĩ làm mang lại cho các bạn thế sinh ngay mang lại cho các bạn à, cái niềm vui tốt nhất nhưng cuối cùng bây giờ đang cùng nhãng các bạn phải làm mới một thứ gì đó trong các bạn gì cái cuộc sống đặc biệt đời sống công việc sự nghiệp các bạn mới thay đổi ví dụ như thế này đơn giản rằng là các bạn có thấy gần đây mình lấy luôn bản thân mình thôi nha và gần đây các bạn biết là mình được khơi túc để làm ra những sản phẩm âm nhạc chữa lành đây cũng là một sự mình chưa bạn mình có và bản thân mình cũng rất sợ khi mà làm cái đấy, đấy mọi người sẽ đánh giá tính xét và ờ mình có biết gì đâu tại sao lại thắt để, là tháp. để, 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 để những sản phẩm âm nhạc đấy anh phải biết được rằng liên tục trước ngày mà mình làm cái đó và liên tục trước khi mà mình thiền là mình đã liên tục đọc được những cái câu nói là ok cách tốt nhất để đo lường À, thành quả vật chất của bạn đó chính là hành động xong lại thêm một câu nói nữa khi đi ra đường ở ngay trên một cái vỉa hè họ cũng nói một cái câu nói về cái việc hành động rồi đi trên đường trên các tấm biển hay thậm chí về nhà vô tình mở tivi cũng thấy có nghĩa là nó đang hướng mình về cái việc mình phải hành động cho khác đi không thể ngồi yên một chỗ để chờ đợi được ý là chờ đợi cái việc còn bận thay đổi nhanh Rồi trong cái lúc mà mình hàng ngày thì mình vẫn đều thiết lập về cái việc thiền đơn giản thực ra đôi khi thiền đối với mình mình không biết các bạn thiền các bạn cần gì nhưng mà đối với mình thiền nó giống như một thói quen đánh răng rửa mặt hàng ngày thôi là phải có cái đấy vậy thôi chứ còn mình cũng không biết là mình nên mong muốn điều gì nên chỉ là ngày hôm đấy ngay khi mà trước khi mình viết ra cái bài hát đó thì 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 phần bảo quan âm đã nghe đến và mình biết ok đã đến lúc rồi không thể nào trần trừ hơn được nữa, nữa dù có chuyện gì xảy ra dù có ai đón nhận hay không thì mình vẫn phải là ít nhất mình phải bước đi cái bước đầu tiên thì vũ trụ mới gặp mình được chứ còn nếu mình cứ ngồi lại và mình mong là ok vũ trụ cho con hết cái người giúp đỡ này đến cái cuốn sách khác để con đọc vậy thì nó mới chỉ dừng lại ở mặt kiến thức thôi emerging and envisioned yeah các bạn đang được đặt ở trong vị thế một mặt các bạn vẫn phải đối diện với những cái uh, cái sự ảm đạm trong tình trạng công việc của bạn nhưng mặt khác đồng thời bạn mới học được một câu trong khó khăn mới là sức bật tốt nhất vậy thì bạn sẽ chọn nó để trở thành sức bật hay bạn sẽ tiếp tục bởi vì ở đây mình thấy có hình ảnh là bạn mong muốn có nhà này có xe này có vương miện có nghĩa là có cái giá trị mọi người công nhận này có sự tự do này có tiền bạc tài chính này có vận may này có cả tình yêu nữa và bạn cũng đã từng lập ra một cái bảng kế hoạch cho các bạn từ đầu năm đến giờ một cái bảng tầm nhìn cho các bạn để đạt vậy thì bây giờ cái tầm nhìn mới đó là gì bạn có tiếp tục sử dụng cái năng lượng của các bạn sử dụng cái cá tính sử dụng cái cái chất mới chất riêng của các bạn để áp dụng trên các hành trình mới trong sự nghiệp hay không hay là bạn sẽ ok sẽ chỉ làm đi làm lại một cái lối mòn tại vì các bạn ở đây có cái hình ảnh là hãy trồng những cái hạt giống hãy tiếp tục vui trồng hãy tiếp tục kiên nhẫn còn nếu một số bạn khác đã bắt đầu một cái hành trình mới rồi thì ok, chúc mừng các bạn hãy kiên nhẫn với cái hành trình đó bởi vì có rất là nhiều những điều bất ngờ xảy đến cho bạn khi mà bạn dám làm một thứ mà trước giờ bạn chưa từng thử. Nhưng không phải làm nó là bởi vì bạn bị ép phải làm hay là do là trong trải bài bạn nghe ra bạn thấy là Ờ ok, phải làm nó thì mình mới khác đi Công việc của mình mới tốt hơn Không biết bạn vin vào nó không phải nha Mà phải làm nó với tinh thần của sự tự nguyện Của sự vui vẻ Và bạn biết là ok Đã đến lúc bạn cần phải làm mới nhưng mà nói chung cái công việc các bạn, cái sở thích, cái giải pháp các bạn sẽ đến thông qua thiền định, thông qua nước, thông qua th thông qua ngồi yên để ngắm hồ, ngắm trời, ngắm mây, ngắm một thứ gì đó hay ngắm ngắm bạn qua gương, ngắm một thứ gì đấy trong suốt hay là thông qua cái việc làm vườn nha, cực kỳ liên kết với các bạn. And magic rồi, các bạn ơi, có một thứ gì đó đang thay đổi ở trong gió mà bản thân các bạn không nhìn thấy nhưng mà nó đang được hình thành rất mãnh liệt và điều này nó cũng báo hiệu luôn cho một điều nếu như bây giờ tư duy của các bạn nó vẫn đang chưa được thay đổi nếu như bây giờ đầu óc của các bạn vẫn đang nghĩ về những kịch bản tồi tệ và tiêu cực thậm chí là kết thúc hoàn toàn những cái sự đau đớn mệt mỏi những cái sự chán trường vô cùng tận cho công việc sự nghiệp của bạn thì ok thực tế nó sẽ gửi những cơn gió sẽ gửi cho các bạn y gì những người như vậy y gì những cái tình cảnh trường hợp giống như trong đầu bạn đã hình dung nhưng ngược lại bạn tìm cách khắc chế cái đầu óc của bạn, đương nhiên bạn vẫn phải tôn trọng sự thật nha là bây giờ cái tình cảnh công việc sự nghiệp của bạn nó đang ra sao rồi chứ không phải bạn tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng ngược lại khi mà bạn tìm cái cách để bạn tiếp cận nó với một cái góc độ nó không còn quá gây gắt, nó không còn quá gọi là chỉ tập trung vào tiêu cực nghĩ mọi thứ là bế tắc, nghĩ mọi thứ là kết thúc thì cái ngày đấy những cơn gió lại thổi cho bạn một cái tương lai mới. Đấy mới là thứ mình đang nhìn thấy ở đây. Các bạn có đến hai lá về cái việc là sự rõ ràng Và những cơn gió Hãy ra ngoài nhiều hơn yeah. Có vẻ như khá nhiều bạn ở đây Các bạn ấy đang làm tự thân Thế nên đôi khi các bạn cảm thấy kiệt sức và bởi vì bản thân các bạn đã có sẵn một cái nguồn năng lượng của cái việc các bạn hay lo lắng về mọi thứ rồi. Thế nên đôi khi mọi thứ mà xảy ra ngoài tầm với, ngoài kế hoạch mà nó kéo dài thời gian quá thì sẽ khiến cho các bạn cảm tưởng như là ông trời không thương hay là cảm tưởng như là mọi thứ đổ bể, cảm tưởng như là bạn ấy sẽ mãi thất bại ở trong cái công việc đó. Phẩm, hay sẽ mãi không thể vùng lên, không thể, không thể thoát ra được khỏi những trường hợp bế tắc. Nhưng thực tế thì không phải. Và điều đấy chẳng rất như các bạn nhiều thứ nhất là ăn uống nó Nó bị lực lý rồi. Số 2 về ngủ nghỉ, nghỉ nó cũng bị mất cân bằng và số pha sức khỏe thể chất của các bạn ấy càng ngày càng đi xuống. Thì cái lời khuyên cho các bạn ở đây đó chính là những cái kịch bản những cái thanh kiếm mà những cái kịch bản của các bạn này này. Bạn đừng để nó trong đầu nó ít nhất bạn cứ viết ra đi. Xem cái tệ nhất xảy ra với công việc của bạn nếu như nó vẫn tiếp tục là gì và bạn có thể chịu đựng nó hay không và còn có phương pháp khác hơn cho bạn hay không. thực ra thì mình có một cái gợi ý mỗi khi mà mình cảm giác là mình bất lực á hay mình rơi vào cái trạng thái chính kiến bản thân mình cũng là một đứa nghĩ nhiều có phải lúc nào công việc của mình cũng được suôn sẻ đâu có những lúc nó cũng sẽ căng chồng chứ nhưng mà mỗi khi mà mình cảm cái tình trạng đấy xong đương nhiên mình sẽ phải dành một vài thời điểm để mình ngồi lại với cái cảm xúc đấy chứ không phải là mình bảo là ờ không sao đâu mình lại vượt qua không hề có nghĩa là mình vẫn phải để cho bản thân hiểu xem thật sự cái cảm xúc đấy nó xuất phát từ đâu nhưng mà đừng cho cái đừng cho cái sự phân tích cá nhân hay cái sự đánh giá của bạn vào nha chỉ đơn giản ngồi quan sát cảm xúc thôi và sau đó khoảng hai ba ngày khi mà đã quan sát đủ tại sao có những thanh kiếm này thì bắt đầu mình nhìn sang những câu chuyện của những người họ đã từng vượt khó từ những cái điều đấy và lấy nó trở thành động lực cho mình những người đứng đầu những tập đoàn hay những công ty chưa bao giờ là dễ dàng cả nhưng tại sao họ lại vượt qua được và tại sao họ lại có những cái bước tiến đột ngột những cái bước tiến mới đó thì vô tình khi đọc những cái câu chuyện đó xong thì nó giống như một cái cú hích để mình có thể tự giữa bỏ những cái thanh kiếm này thì mình mong rằng phần nào các bạn cũng có thể tìm ra được những cái phương pháp của riêng cho các bạn bởi vì sao mình nói thế bởi vì đằng sau cái tương lai mà trông tưởng chừng mịt mù tăm tối trong sự nghiệp của bạn thực tế thì các bạn có để ý không ở đây thì toàn những thanh kiếm trông nhìn rất đau đớn mệt mỏi luôn phải thức dậy giữa đêm phải nghĩ xem làm thế nào để thay đổi làm thế nào để phát triển làm thế nào để thật sự mình vượt sáng vụt sáng bừng lên phát triển một cách để gọi là bung lựa ai cũng thấy lúc nào cũng khách rầm rộ lúc nào cũng thu nhập nhưng mà bên này thì lại là bên cạnh những cái 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 khó khăn mà bạn đang nghĩ thấy thì thực tế thì ở đây mới là thứ trả lại cho bạn là khi mà bạn thấy hài lòng với cuộc sống khi bạn bắt đầu thay đổi bản thân khi bắt đầu bạn đặt những cái bước đi mới bên cạnh những bước đi cũ trong công việc bạn thay đổi lại cái tầm nhìn của bạn học cách làm việc lại với chính cái đầu óc của bạn để nó tránh cái cái việc là tiêu cực quá mức để tránh cái cái tình trạng nhìn đâu cũng chỉ thu hút những cái người những cái thứ mà khiến bạn bực mình à. thì là đôi khi bạn có khó khăn đến mấy nhưng ít nhất bạn vẫn có một thứ để bạn trao tặng cho bản thân mà nói với bản thân giàu bạn vẫn đang làm tốt bạn vẫn đang ở đúng cái vị trí bạn cần ở bạn vẫn có thể thay đổi tình huống bởi vì mỗi ngày bạn vẫn còn được thức dậy được không Nói chung là mình thấy ở đây là tương lai mà trong công việc sự nghiệp các bạn thì rất là sáng, thậm chí bạn sẽ cảm giác rất là tự hào bởi vì phải có những cái khoảnh khắc mà bạn phải tự soi chiếu bản thân, phải có những khoảnh khắc mà bạn phải đi giữa đêm tối trong rất rất nhiều ngày với nghiên kiểu đi một cách vu vơ nhặt lá đấu, mơ ngẩng đầu lên trời để họ xem là tại sao lại như thế, tại sao liên tục như vậy, tại sao bạn đã cố gắng được không thể, Thế Chính là chất vấn khi mới có cơ hội bạn động hồ rằng Chứ còn đôi khi nếu như bạn để trong bình thường thì bạn lại không có khả năng có sức mạnh đó. Không thể đi đến được cái chí như một cách rất hạnh phúc như thế tự hào như thế này. Mình nói luôn nha, những thứ bạn đạt được trong tương lai về công việc sự nghiệp nó nó lớn mạnh hơn và nó nó được tôn vinh hơn rất nhiều, bạn sẽ tự hào hơn rất nhiều so với những gì bây giờ bạn mới chỉ đang nhìn thấy ở một góc độ thôi. Thì vừa rồi là những thông tin mình chia sẻ cũng như là phân tích cho các bạn về việc làm thế nào và điều gì đang ngăn cản cái tiềm năng cho công việc sự nghiệp của bạn thì mình mong là phần nào đã làm một cái à, sự chia sẻ cho các bạn hãy comment bình luận mình biết ha cụ hai điều gì đang thật sự ngăn cản bạn đạt đến tiềm năng cho công việc sự nghiệp điều đầu tiên các bạn muốn đạt đến được cái thành công trong công việc sự nghiệp các bạn muốn có được thu nhập mong muốn các bạn có được những cuốn sách bằng tiềm năng các bạn muốn có được cả những cái công việc viên mãn thì bản thân bạn phải tự đấu tranh cho bạn trước đã đừng trông chờ ai đó có thể kiếm vớt đừng trông chờ ai đó đứng ra nói đỡ hộ các bạn hay là họ 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 thấy cái điều đấy là sai trái họ bảo vệ các bạn không có đâu tụ hai các bạn phải tự làm nha bạn phải tự mang lại công bằng công lý cho bản thân tự dám đứng lên nói chuyện với những người đã gây ra cho bạn bằng lời nói bằng văn bản và hãy làm điều đó nếu như chưa quen làm điều này thì hãy luyện tập nhiều vào để trở thành một cái người mang lại công lý cho bản thân bạn đủ sức để làm nha rất nhiều sự thật ở đây sẽ được tiết lộ và một trong những sự thật này đôi khi sẽ khiến bạn ngã ngửa ra về cái công lý bạn đang tìm kiếm và điều ngăn cản bạn đạt đến cái tiềm năng trong công việc sự nghiệp đôi khi còn là cái việc bạn không dám nói chuyện thực tế với bản thân về cái cảm xúc bạn chịu đựng một cái người nào đó về một môi trường nào đó ví dụ đi bạn thật sự không thể chịu nổi cái nơi đấy rồi nhưng bởi vì nó vẫn còn ràng buộc với bạn thế nên là bạn không dám nói bởi vì bạn sợ họ làm gì đó với bạn thế nên là bạn để cho cái sự thật đấy để cho cái cảm xúc của bạn nó chết dần theo năm tháng nhưng thực tế điều đấy có phải sự tốt hay không mình sẽ hỏi trực tiếp lại các bạn điều tiếp theo đang cản trở các bạn đạt cái tiềm năng cho công việc sự nghiệp các bạn không cho bản thân các bạn nghỉ ngơi đúng nghĩa các bạn mới nghỉ ngơi theo kiểu là đọc theo kiểu gọi là làm nó một cách máy móc hơn chứ chưa thật sự tận hưởng trong cái lúc các bạn nghỉ ngơi ví dụ trong lúc các bạn nghỉ ngơi có thật sự các bạn vẫn vào những cái email công việc để các bạn trả lời nãy không trong những ngày mà bạn nói với những người khác với đồng nghiệp rằng ok tôi đi nghỉ vậy thì các bạn đi nghỉ hoàn toàn đi tại sao các bạn vẫn cứ phải trả lời email tại sao vẫn cứ phải Nôm lớp lo sợ là có ai tìm đến các bạn hay không đấy có phải là nghỉ ngơi đúng nghĩa rồi. tiếp tụ hai có rất nhiều điều đang cản trở các bạn mà thực sự đến từ những cái quan niệm của các bạn ấy nha tụ một thì đôi khi có cả tác nhân ngoại cảnh nhưng mà tụ hai phần lớn đến từ bản thân các bạn tụ hai này tiếp này điều tiếp theo cản trở các bạn đó chính là các bạn ấy nhìn thứ gì cũng là không an toàn nhìn cái cơ hội nào cũng là một cái thứ mà không dám thử nhìn đến người nào cũng là người mà có thể gây hại cho các bạn ấy vậy thì lòng tin của các bạn ở đâu hoặc có thể cái lòng tin này đôi khi nó đã bị bẻ cong bởi gia đình bởi trong cái môi trường gia đình các bạn được đào tạo từ bé thế nên nó vô tình ảnh hưởng rất nặng nề các bạn hoặc là bởi vì một cái mối quan hệ nào đó đã từng gây nên cái tổn thương như thế này nhưng mà điều này đang ảnh hưởng rất nhiều đến thành công sự nghiệp các bạn nha điều tiếp theo một trong những điều nữa mà để đảm bảo được công việc sự nghiệp ổn định đương nhiên rồi phải là thu nhập phải là tiền bạc phải là những cái cơ hội đầu tư nó một cách thật sự cẩn trọng bền vững và lâu dài chứ không phải là ngày hôm nay các bạn có nhiều hoặc tháng này các bạn có nhiều nhưng tháng sau các bạn lại có ít hoặc các bạn cứ chi tiêu cho nó vui đã và sau đó thì không có kế hoạch tương lai không phải nha thế nên nếu như hiện tại các bạn vẫn đang rơi tình trạng này thì hãy tìm cách để quán xuyến lại cái thói quen chi tiêu và sinh hoạt của các bạn một số bạn khác ở đây cái điều tiếp tục cản trở cho các bạn có vẻ như là một người nào đó hoặc là một tư duy nào đó đã được áp đặt lên cho bạn từ một người đó và vô tình bạn cứ nghĩ cái tư duy đấy là đúng trong việc kiếm tiền trong cái việc uh, trong cái việc phấn đấu công việc trong cái việc một cái tư tưởng nào đó có vẻ nên nó đã lỗi thời thế nên hãy tin tưởng bản thân hơn nữa để tự thiết lập một cái thứ nhất vòng tròn bảo vệ cho các bạn trong công việc đã và số 2 dám nói lên cái quan điểm dám đấu tranh cho bản thân khi cần thiết. Và số 3 là chính là những nghìn ngôi khi giãn nhiều thôn khi cần. Không thể nào mà bạn kiếm rất nhiều tiền và sau đó bạn lại dùng cái tiền đấy để đi chữa bệnh hay là để hay là để bởi vì các bạn đã bị kiệt sức trong những khoảng thời gian các bạn liên tục dùng mình lên. Thế nên hãy chia nhỏ ra để luôn luôn đảm bảo cơ thể của bạn nó đón nhận được một cái năng lượng tốt nhất, đón nhận được một cái năng suất khá như bạn ở đây nha nếu như bạn lo lắng về tiền bạc thì mình thấy trong tương lai ít nhất là trong vòng một năm tới chuyện tiền bạc của các bạn nó nó có những cái khoảng thưởng nó có những nó đến được cái nỗ lực của các bạn rất nhiều và thậm chí nó vượt mức so với những gì bạn mong đợi bạn sẽ có được cái sự tự do về tài chính Điều tiếp theo, điều mà đang cản trở các bạn thì như đến từ một người mà người này mà bạn từng hợp tác, người này từng coi là chi kỷ một người nào đó mà rất thân thiết với bạn như thể tay chân như thể anh em trí cốt như thể người yêu như thể một cái người thân thiết nào đó nhưng cuối cùng hình như là cũng là người đang ngăn cản các bạn có thể bây giờ các bạn vẫn còn chơi với nhau hoặc không còn chơi với nhau nhưng nếu vẫn còn chơi với nhau thì hãy xem thật sự cái ý đồ hoặc hãy xem cái con đường cái hướng điều các bạn còn chung đường hay không hay bắt đầu bị tách ra rồi bạn phải nhìn ra điều đó và phải trung thực với điều đó và phải nói rõ với họ tránh đi những hiểu lầm không đáng có tránh đi những cái tình trạng mà họ họ nghĩ bạn rằng là ok bây giờ đã đạt đủ rồi tự nhiên bạn lại muốn tách ra hay bạn lại muốn đẩy họ đi thì không phải chỉ đơn giản rằng là bạn phải có một cái vision có một cái tầm nhìn cho tương lai trước đã còn nếu như hiện tại các bạn đã từng thân nhưng không còn liên lạc nhưng bây giờ không còn liên lạc với nhau trong sự nghiệp thì rất có thể người đấy đang ảnh hưởng các bạn bởi vì bạn sợ người đấy quay trở lại trong cuộc sống các bạn làm xáo trộn hoặc gây ra những cái thiệt hại không đáng có hoặc là ví dụ như bạn sợ là người đó nói những lời gắt ý vô bạn hoặc là đàm tiếu để khiến bạn không thể phát triển được chẳng hạn. Nhưng vô tình cái nỗi sợ vô hình đấy cũng có thể họ làm thế thật. Nhưng vô tình khi bạn càng sợ thứ gì thì thứ đấy lại đang cản trở cho các bạn. Nếu như mình có một cái uh, câu thần chú bảo vệ đó chính là mỗi khi mà bạn gặp phải tình trạng như tụ hai nha chỉ cần nói một câu từ ngày hôm nay hoặc từ giây phút này tôi lấy lại toàn bộ sức mạnh toàn bộ khả năng từ bất kể người nào, từ bất kể công ty nào, từ bất kể nơi chốn nào, từ bất kể trường hợp nào. Tất cả những thứ đó không thể làm hại tôi được nữa. Các bạn cứ liên tục nói câu đấy cho đến khi các bạn thấy cái câu đấy là sự thực, bởi vì có một cái nghiên cứu bạn nào làm về khoa học hoàn toàn có thể chia sẻ câu chuyện khoa học ở đây trong cái trả bài này nha là nếu như bạn nào mà nghiên cứu về tâm lý học hoặc nghiên cứu về não bộ con người nghiên cứu về cả y học nghiên cứu cả về khoa học thì các bạn sẽ biết được rằng là trong não bộ con người nó phân chia dành cái việc là có ý thức và không có ý thức hay tiềm thức thì cái sự có ý thức ở đây đó chính là khi bạn tự nói cái câu nào đó với bản thân bạn hoặc nói với người nào đó một một thời gian dài đi mình lấy khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần trở lên đi hai mươi mấy ngày cho đến sáu mươi mấy ngày đi vô tình bản thân bạn sẽ tự động tin cái câu đấy là sự thực Vậy thì thay vì cái việc bạn cứ tin rằng cái nỗi sợ của người khác đang nói xấu bạn Cái người mà bạn từng thân đang cố tình làm hại các bạn Gây ảnh hưởng công việc sự nghiệp các bạn Thì hãy ghi đè lên nó cái câu nói của cái việc lấy lại sức mạnh Lấy lại quyền làm chủ và gửi lại toàn bộ những cái năng lượng Không ai cho Bởi vì không ai được phép chen chân vào những gì bạn muốn làm Trừ khi bạn cho phép và vô tình cái sự cho phép này không hẳn là chỉ cho phép thực tế mà còn có thể là cho phép ở trong ngay chính cái, cái điều bạn vô thức bạn nghĩ về nó nữa. Thế nên bạn phải nghĩ những cái điều thật sự bạn muốn làm. Đừng nghĩ về những điều bạn sợ hãi.